Ngày hôm nay thì sẽ là một quá trình review đi lắp đặt một con 850 minh cho một bác tại Ân Thi, Hưng Yên. Đấy, trong clip này thì em sẽ có những cái chia sẻ về cái việc lắp đặt một chiếc TV to, lưu ý và cần nhớ những cái điểm gì để các bác cùng xem trong video này. Giá thành này đang rất là tốt. Hôm nay sẽ là cái hành trình quay cái quá trình em bị hỗ trợ lắp đặt một chiếc TV 850 inch cho một bác khách hàng tại thôn Linh Đạo, xã Tân Phúc, huyện Ân Thi của tỉnh Hưng Yên. Và khoảng cách từ Ecomart Đông Anh tới Ân Thi, tức là tới nhà của khách hàng, thì nó rơi vào tầm khoảng 60-70 cây. Và như các bác, rất là nhiều các bác ở trên toàn quốc hỏi em là có hỗ trợ lắp đặt tại nhà không, thì các bác tại khu vực Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc hay là trong phạm vi khoảng 60-70 cây đổ lại thì em vẫn hỗ trợ về tận nhà lắp đặt nhé. Như bác này đây thì cái phí vận chuyển mà em cần bác có gọi là chia sẻ đó là 280.000. Đấy, một chiếc TV 85BU 8000 của 2022. Đấy, mẫu mới nhất. Đấy, bây giờ sẽ em sẽ quay quá trình đi lắp đặt và một số các lưu ý khi mà cài đặt cho những chiếc TV lớn tại gia đình. Đây, quá trình giao cho một bác ở Linh Đạo, Tân Phúc, Ân Thi. Và đây là đường ao sen rất là to. Chờ phía trước cho anh nhá. Hôm nay để đẹp con vịt. Đàn hơi mệt đấy. Rồi 19 triệu mấy đây. Bây giờ thì sẽ là cái quá trình lắp đặt cho bác khách hàng tại Ân Thi 85BU8000 Smart TV mới nhất của Samsung 2022. Đây các bác nhìn này, khi mà lắp đặt thì lưu ý cái mặt kệ. Kệ ở đây là gia đình đã có phương án là tạo cái bề mặt phẳng và đủ rộng để có thể để được 85BU8000 rồi. Đấy, nếu mà mặt kệ mà không đủ dài thì rất là khó để. Và hơn hết là xung quanh đấy, rất là gọn gàng và sạch sẽ, để tránh trường hợp là bụi bẩn rồi có kiến hay là cái loại côn trùng và bò thì TV quá trình về lâu và dài nó sẽ không được bền. Đây, đây là cái phụ kiện đi kèm nhé. Phụ kiện đi kèm thì sẽ có chân đế này. Bắt đầu sẽ tiến hành lắp đặt để các bạn xem nhé. Bây giờ sẽ tiến hành cài đặt 85BU8000. Đấy, thiết kế ngoài có thiết kế tràn viền ấn tượng, phong cách siêu mỏng E-Slim mới của 2022. Chân đế thì mọi người có thể là hai kiểu lắp đặt nhé. Một là có thể lưng cao lên, hai là có thể hạ thấp xuôi. Đằng sau cái chân đế của con BU8000 này nó có một cái cựa. Mọi người mở cái cựa lên thì sẽ tạo ra cái độ cao. Còn gập cái cựa xuôi thì nó sẽ có bám sát cái mặt kệ như vậy. Với cái chân đế của BU8000 thì sẽ có hai kiểu lắp đặt. Mọi người có thể là để ý đằng sau này. Một là lắp phía trong, hai là đặt ra phía ngoài. Đấy. Tùy vào mặt kệ dài hay ngắn thì lựa chọn nhé. Ở đây thì gia đình đã có hệ thống loa ở phía ngoài rồi. Và có cả âm ly, đây, Jaguar, rồi cả cục đẩy đấy. Đấy, bây giờ sẽ tiến hành cài đặt. Cái phụ kiện đi kèm của BU8000 là một cái điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Thế hệ BU8000 của 2022 thì thay thế cho AU8000 của 2021. Nên là cái giá trị chính là cái điều khiển này. Cái quá trình mà dùng thì mọi người có thể là sạc pin cho điều khiển. Sạc pin hay đơn thuần là để ra ánh nắng mặt trời thôi thì pin nó sẽ tự đầy, không cần dùng pin nữa. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. 2022 thì hầu như là TV của Samsung đều tích hợp cái điều khiển xịn sò này. Bây giờ sẽ tiến hành cài đặt, rút cái này ra. Khi mà các bác cài đặt ban đầu thì sẽ khởi động nó lên. Khởi động lên và tiến hành kết nối điều khiển với cả con BU8000 này. Đấy. Với kích cỡ màn hình lớn trên 2m và độ phân giải 4K thì cho
cái khung hình cực kỳ đã luôn, rất là lớn. Đây có thể là một trong những dòng TV được nhiều bác lựa chọn, bởi vì thường thì tại không gian gia đình thì TV 850 là gần như là lớn nhất rồi. Rất ít các bác tại gia đình mà lắp TV tới 98 inch hay 100 inch, thường là cho cơ quan hay công sở. Đấy. Khi lên thì bắt đầu tiến hành cài đặt. Mọi người dí song song hai phím play và bao trên điều khiển, chọn điều khiển từ xa. Sau đó thì sẽ là đợi một lúc này, ấn song song hai phím này play và bao thì để cho nó kết nối. Đấy, mọi người chờ một lúc là sẽ thấy nó báo TV và điều khiển. Ấn vài giây chờ nó kết nối. Nhớ là lúc nào báo thành công thì nó sẽ xuất hiện dấu tích V. Cảm ơn. Cách nhau 60 cây số và cái quá trình lắp đặt thì cũng diễn ra rất là nhanh. Có trao đổi một hai câu chuyện với cả bác khách hàng thì bác có cho rằng là cũng theo dõi kênh rất là lâu rồi, không phải là đơn giản mà tự nhiên xuống tiền và mua một cái TV có giá trị nhiều tiền tới như vậy. Gia đình làm trang trại và cái quá trình mà các bác theo dõi kênh thì có thời gian cũng như là cái chương trình giá thành nó tốt thì khi đó thì các bác đã quyết định mua rồi.